Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của CNTT Shop. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình tính năng Port Channel trên hai dòng switch Cisco CBS250 và CBS350. Port Channel, hay còn gọi là Ether Channel hoặc Link Aggregation là một tính năng rất hữu ích, được sử dụng rất nhiều trong các hệ thống mạng để tăng băng thông và dự phòng các link. Tuy nhiên, số lượng Port Channel và số lượng link trong một Port Channel khác nhau giữa hai dòng switch. Với dòng CBS250, switch hỗ trợ 4 group, tối đa 8 port trên 1 group. Còn đối với dòng CBS350, hỗ trợ 8 group và cũng tối đa 8 port trên 1 group. Trong video này, mình đang có hai switch là CBS250 16P2G có hostname là switch 01 và CBS350 16TE2G với hostname là switch 02. Cả hai switch này đang được kết nối với nhau qua hai cổng GE1 và GE2. Mình sẽ cấu hình hai cổng vào port channel 1. Để cấu hình port channel, các bạn truy cập vào port management, vào link aggregation. Trong mục LAZ setting, các bạn có thể thiết lập một số thông số cơ bản như là decryption của cổng, tính năng tự động thương lượng về trạng thái cổng như là speed, duplex, trạng thái cổng hoặc flow control. Các bạn có thể để các thông số mặc định. Để cấu hình các port vào channel, vào mục LAZ management. Như dòng CBS250, hỗ trợ tối đa 4 group nên Cisco đã tạo sẵn 4 LAZ ở đây. Chúng ta chỉ cần chọn các cổng này và edit. Mình đang cán hai cổng Gigabit 1 và Gigabit 2 vào port channel 1, nên mình sẽ chọn LAZ 1, chọn edit và đặt tên. Mục LACB, tích chọn Enable để cấu hình Port Channel Mode LACB. Nếu không tích chọn mục này thì chúng ta vẫn có thể cấu hình Port Channel. Tuy nhiên, cổng này sẽ không phải LACB mà chỉ là Static Port Channel. Phần Port List, chọn cổng GE1 và GE2 để add sang LAZ Members. Nhấn Apply, sau đó nhấn Close để quay lại. Cisco Business sử dụng hai thuật toán cân bằng tải là cân bằng tải theo địa chỉ mắc nguồn, mắc đích và theo cả mask và IP. Mặc định, switch sử dụng cân bằng tải theo địa chỉ mắc nguồn, mắc đích. Các bạn có thể thay đổi thuật toán ở đây. Tương tự, trên switch CBS350 mình sẽ cấu hình một LAZ1 cho hai cổng GE1 và GE2. Sau khi cấu hình xong, tại mục LAZ Management, chúng ta có thể thấy cổng LAZ 1 đã up, giao thức sử dụng là LACB với hai cổng là GE1 và GE2. Khi triển khai Port Channel, chúng ta thường có 3 kịch bản là Access, Chunk và Layer 3 Port Channel. Đầu tiên với Port Channel Mode Access, ví dụ mình đang có VLAN 10 và cần cấu hình Port Channel 1 vào VLAN 10. Các bạn vào VLAN Management, vào mục Interface Settings, Filter, chọn LAZ, nhấn Go. Chọn cổng LAZ 1 và nhấn nút Edit. Sau đó, chuyển cổng sang Mode Access.
tại mục Bot to VLAN. Mục VLAN ID chọn VLAN 10. Mục Interface Type chọn LAZ, nhấn Go. Sau đó, chuyển Membership Type của cổng LAZ 1 thành Untapped tương đương với Access VLAN 10. Trong trường hợp LAZ là cổng trang kinh và mình đang có 2 VLAN 10 và 20 nên mình chỉ muốn đường trang này cho phép 2 VLAN này đi qua. Tương tự, các bạn vào mục Interface Settings, chuyển mode của LAZ 1 sang trang. Sau đó, vào Port VLAN Membership, chọn Interface Type rồi nhấn Go. Chọn cổng LAZ 1, nhấn Join VLAN. Trong phần Tab VLAN, chọn User Defined rồi nhập VLAN ID 10 và 20 vào đây. Cuối cùng, nếu các bạn sử dụng Port Channel là cổng Layer 3 để kết nối lên hệ thống Core, thì chúng ta cần chuyển Port Channel sang Layer 3 và đặt IP. Để chuyển cổng LAZ 1 sang Layer 3, các bạn cần chuyển Web Mode sang Advanced. Sau đó, vào Interface Settings, chọn cổng LAZ 1, chọn Edit và chọn Switch Port Mode là Layer 3. Sau đó, vào IPv4 Configuration, mục IPv4 Interface, nhấn dấu cộng để thêm IP. Mục Interface, chọn cổng LAZ 1. Mục IP Address Type, chọn Static và nhập địa chỉ IP. Mình sẽ đặt IP là 10.0.0.1.30. Tương tự, trên switch CBS 350, mình sẽ chuyển port sang layer 3 và đặt IP là 10.0.0.2.30. Sau khi đặt IP xong, để kiểm tra, các bạn vào mục Administration, chọn mục Ping để kiểm tra kết nối. Mình sẽ ping thử đến IP 10.0.0.1 của CBS 250. Ping đã thành công. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình Port Channel và các bản triển khai Port Channel trên hai dòng switch Cisco CBS 250 và 350. Chúc các bạn thành công. Nếu các bạn có yêu cầu hướng dẫn về bất cứ tính năng nào của hai dòng switch này, hãy để lại comment. CNTD Shop sẽ làm video trong thời gian sớm nhất. Hãy like, share và subscribe để nhận các video mới nhất từ CNTD Shop.